Em muốn làm nhà phân phối bên anh, nhưng muốn lên tận nơi xem doanh nghiệp mình làm ăn thế nào rồi mới hợp tác được không? Ok, let's go. Anh sẽ cho em xem online trước. Xưởng sản xuất thì cách nhà mình khoảng hơn 20 km. Tại sao lại phải xa vậy nhỉ? Có hai điều, thứ nhất là nguồn gốc và thứ hai là nguồn nước. Hôm nay chúng ta sẽ nói đến nguồn nước. Rượu Ngô Xuân Sơn của chúng tôi được nấu từ mạch nước ngầm của vườn quốc gia Xuân Sơn, là một trong ba vườn quốc gia nổi tiếng của cả nước, nằm ở điểm cuối của dãy Hoàng Liên Sơn thuộc huyện Tân Sơn của tỉnh Phú Thọ, nơi mà chúng ta không nhìn thấy bất kỳ sự tồn tại của nhà máy hay khu công nghiệp nào. Mọi cảnh vật còn hoang sơ như vốn có bao đời nay vẫn vậy, thậm chí còn chưa bị can thiệp nhiều bởi bất kỳ một hoạt động khai thác du lịch chuyên nghiệp nào. Vì vậy, thiên nhiên nơi đây đã ưu ái ban cho chúng tôi được sở hữu dòng nước tự nhiên, trong mát ngọt lành, tạo nên chất lượng thơm ngon làm đắm say lòng thực khách. Nước tham gia vào hầu hết các công đoạn trong quá trình sản xuất rượu như rửa, ngâm, nấu, ủ ướt, vân vân. Vì vậy, nguồn nước sử dụng phải là nguồn nước sạch, không nhiễm phờlo hay các loại kim loại nặng và các thành phần hóa học khác. Ở video tiếp theo thì mình sẽ cho các bạn xem chi tiết hơn các công đoạn nấu rượu để biết rằng nước quan trọng như thế nào để ảnh hưởng đến một nẻ rượu ngon các bạn nhé. Cương men lá chuyên sản phẩm lên men tự nhiên.